Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6 sách cánh diều. Phần bài tập cuối chương 3, trang 117. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6 sách giáo khoa cũng như sách bài tập được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 2. Cho các hình sau đây. Hình 1 đoạn thẳng AB. Hình 2 là tam giác đều ABC. Hình 3 là hình tròn tâm O. Hình 4 là hình thang cân ABCD có đáy lớn là CD. Hình 5 là hình thoi ABCD. Trong các hình nói trên, A, hình nào có trục đối xứng, chỉ ra trục đối xứng của hình đó. B, hình nào có tâm đối xứng, chỉ ra tâm đối xứng của hình đó. Rồi trước hết là các em sẽ vẽ các hình đó ra. Hình 1 là đoạn thẳng AB. Rồi trên đoạn thẳng AB thì các em lấy trung điểm M. Các em xác định trung điểm M chính là cái điểm nằm trên đoạn thẳng AB và cách đều hai đầu đoạn thẳng AB. Các em đánh dấu ký hiệu bằng nhau, tức là các em dùng hai ký hiệu giống nhau thể hiện là AM bằng MB. Bây giờ các em kẻ một đường thẳng đi qua trung điểm M của đoạn thẳng AB và vuông góc với đoạn thẳng AB. Các em đặt tên cho đường thẳng này là đường thẳng D. Thì đường thẳng D chính là trục đối xứng của đoạn thẳng AB. Như vậy, hình 1 là hình có trục đối xứng. Ở đây các em chỉ cần vẽ như thế này và các em chỉ ra trục đối xứng của hình 1 chính là đường thẳng D là được. Các em không cần phải viết dài dòng, không cần phải viết là trục đối xứng của đoạn thẳng AB là đường thẳng đi qua trung điểm AB và vuông góc với đoạn thẳng AB. Thì các em không cần phải viết dài dòng như vậy làm gì. Ở đây các em chỉ cần vẽ như thế này và các em chỉ ra đường thẳng D là trục đối xứng của đoạn thẳng AB là người xem sẽ hiểu. Rồi ở đây các em nhớ này, hình có trục đối xứng là hình có tập hợp những cặp điểm đối xứng với nhau qua trục. Em nào vẫn chưa hiểu về hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng thì các em có thể xem lại các video trước, thầy giáo giảng rất là kỹ nha. Các em vào danh sách phát ở cuối video này các em xem. Rồi tiếp theo là tam giác đều ABC. Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau này, 3 góc ở 3 đỉnh bằng nhau này, được chưa? Rồi, bây giờ các em kẻ một đường thẳng, nó đi qua đỉnh A. Đi qua đỉnh A. Đồng thời đi qua trung điểm của cạnh đối diện đỉnh A. Và vuông góc. Vuông góc với cạnh đối diện. Thì tam giác đều ABC là tam giác có trục đối xứng. Trục đối xứng của nó đi qua một đỉnh và đi qua trung điểm cạnh đối diện với đỉnh đó. Tất nhiên là cũng vuông góc với cạnh đối diện. Cụ thể là đường thẳng đi qua A, đi qua M và vuông góc với BC.
Thì đường thẳng này là trục đối xứng của hình tam giác đều ABC. Như vậy là hình tam giác đều có 3 trục đối xứng. Hình tam giác đều có 3 trục đối xứng đi qua 3 đỉnh và vuông góc với các cạnh đối diện. Thấy chưa? Thì cái phần giao nhau của 3 đường thẳng này người ta gọi là trọng tâm của tam giác đều ABC. Các em có thể hiểu là trục đối xứng của tam giác đều chính là đường thẳng đi qua một đỉnh và trọng tâm. Đi qua một đỉnh và trọng tâm của tam giác đều. Cụ thể là hình tam giác đều có 3 trục đối xứng. D1, D2, D3. Được chưa? Các em vẽ như thế này và các em viết là trục đối xứng của hình tam giác đều ABC chính là D1, D2, D3 là được. Và các em nhớ hình tam giác đều không phải là hình có tâm đối xứng nha. Bạn nào mà nói là hình tam giác đều là hình có tâm đối xứng là sai. Hình có tâm đối xứng là hình có tập hợp những cặp điểm đối xứng với nhau qua tâm. Được chưa? Ở đây các em nhận thấy B và N nó có đối xứng với nhau qua tâm không? Không, đúng không? Tương tự A và M nó có đối xứng với nhau qua tâm không? Không, đúng không? Vậy hình tam giác đều không phải là hình có tâm đối xứng, mà hình này chỉ có trục đối xứng thôi. Các em ghi nhớ cho thầy giáo. Hình có trục đối xứng là hình có tập hợp những cặp điểm đối xứng với nhau qua trục. Còn hình có tâm đối xứng là hình có tập hợp những cặp điểm đối xứng với nhau qua tâm. Ví dụ như là hình tròn là hình vừa có trục đối xứng và vừa có tâm đối xứng. Được chưa? Hình 3 này là hình vừa có trục đối xứng và vừa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó chính là tâm O. Trục đối xứng của nó chính là một đường thẳng bất kỳ đi qua tâm. Bất kỳ một đường thẳng nào đi qua tâm của hình tròn thì đều được gọi là trục đối xứng của hình tròn. Các em nhận thấy này, hình tròn nó có tập hợp những cặp điểm đối xứng với nhau qua tâm thì ta nói hình tròn là hình có tâm đối xứng. Hình tròn có tập hợp những cặp điểm đối xứng với nhau qua trục thì ta cũng nói là hình tròn là hình có trục đối xứng. Đúng không? Bất kỳ một đường thẳng nào đi qua tâm thì đều được gọi là trục đối xứng của hình tròn. Như vậy là hình tròn có vô số trục đối xứng. Đoạn thẳng AB thì chỉ có một trục đối xứng thôi. Hình tam giác đều thì có 3 trục đối xứng. Còn hình tròn thì có vô số trục đối xứng. Rồi các em nhớ là hình 1, hình 2 là hình có trục đối xứng thôi. Còn hình 3 là hình vừa có trục đối xứng và vừa có tâm đối xứng. Hình thang cân ABCD, CD là đáy lớn. Thì hình thang cân là hình có trục đối xứng. Là hình có trục đối xứng nha. Trục đối xứng của nó chính là cái đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy. Đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy. Được chưa? Rồi ta gọi trục đối xứng của hình thang cân là D4. Ở đây hình thang cân chỉ có trục đối xứng thôi, không có tâm đối xứng. Rồi tiếp theo là hình thoi ABCD. Thì đường thẳng nó đi qua AC này,
Đường thẳng đi qua hai điểm A và C. Nó chính là trục đối xứng của hình thoi. Đồng thời đường thẳng nó đi qua hai điểm B và D. Nó cũng chính là trục đối xứng của hình thoi. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại một điểm. Hai đường chéo cắt nhau tại một điểm. Cắt nhau tại điểm O. Thì điểm O này chính là tâm đối xứng của hình thoi. A và C đối xứng với nhau qua tâm O, B và D đối xứng với nhau qua tâm O. Thì ta nói hình thoi là hình có tâm đối xứng, và tâm đối xứng của nó chính là giao điểm của hai đường chéo. Hình thoi có hai trục đối xứng. Trục đối xứng thứ nhất là đi qua hai điểm A và C. Trục đối xứng thứ hai là đi qua hai điểm B và D. Ở đây chúng ta gọi là D5 và D6. Rồi như vậy các em có thể trả lời là hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5 đều là những hình có trục đối xứng. Trục đối xứng của hình 1 chính là đường thẳng D. Trục đối xứng của hình 2 chính là đường thẳng D1, D2, D3. Trục đối xứng của hình 3 thì có vô số trục đối xứng. Mỗi đường thẳng đi qua tâm O đều là trục đối xứng của hình 3. Trục đối xứng của hình 4 là D4, đường thẳng D4. Trục đối xứng của hình 5 là đường thẳng D5, D6. Được chưa? Những hình có tâm đối xứng thì chỉ là hình 3 và hình 5 thôi. Tâm đối xứng của hình 3 chính là tâm O. Tâm đối xứng của hình 5 chính là giao điểm của hai đường chéo. Vậy các em trả lời là tất cả các hình 1, 2, 3, 4, 5 đều có trục đối xứng. Trục đối xứng của hình 1 là đường thẳng D. Trục đối xứng của hình 2 là các đường thẳng D1, D2, D3. Mỗi đường thẳng đi qua tâm O của đường tròn đều là trục đối xứng của hình 3. Trục đối xứng của hình 4 là đường thẳng D4. Trục đối xứng của hình 5 là các đường thẳng D5, D6. Chỉ có hình 3 và hình 5 là hình có tâm đối xứng. Được chưa? Tâm đối xứng của hình 3 chính là tâm O. Và tâm đối xứng của hình thoi, tức là hình 5, chính là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Ở đây tại sao nói hình thoi là hình có tâm đối xứng? Bởi vì hình thoi có tập hợp những cặp điểm đối xứng với nhau qua tâm O. Các em kẻ bất kỳ một đường thẳng nào đi qua tâm O thì nó sẽ cắt hình thoi tại hai điểm. Hai điểm đó đối xứng với nhau qua tâm. Đúng không? Rồi. Vậy các em trả lời câu B là trong các hình 1, 2, 3, 4, 5 thì chỉ có hình 3 và hình 5 có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của hình 3 là tâm O của đường tròn. Tâm đối xứng của hình 5 là giao điểm của hai đường chéo. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình A là có trục đối xứng, B là có tâm đối xứng, C là vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng. Thì ở đây các em có thể chỉ ra mặt chiếc Smart TV này. Mặt chiếc Smart TV là có hình chữ nhật. Thì hình chữ nhật là hình vừa có trục đối xứng và vừa có tâm đối xứng. Viên gạch hoa nát nền nhà, nó có dạng hình vuông. Thì viên gạch hoa là hình vừa có trục đối xứng và vừa có tâm đối xứng. Đối xứng cả về hoa văn và họa tiết, đúng không? Rồi hay là hộp sữa bột là hình có trục đối xứng. Chiếc mâm là hình có trục đối xứng và
cũng là hình có tâm đối xứng, bởi vì chiếc mâm có dạng hình tròn. Rồi như vậy là các em có thể trả lời là câu E, các hình có trục đối xứng là mặt của chiếc Smart TV, viên gạch hoa nát nền nhà, hộp sữa bột, cây mâm. Các hình có tâm đối xứng là mặt của chiếc Smart TV, viên gạch hoa nát nền nhà, cây mâm. Các hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là mặt chiếc Smart TV, viên gạch hoa nát nền nhà, cây mâm. Được chưa? Và ở đây các em có thể lấy thêm nhiều ví dụ khác. Bài tập số 4. Hãy kể ra một số ứng dụng của tính đối xứng trong thực tiễn mà em biết. Ở đây trong thực tiễn có rất nhiều ứng dụng của tính đối xứng. Thầy giáo ví dụ như là tháp Eiffel, tháp rùa Hồ Gươm hay là tháp chùa Phổ Minh ở Nam Định. Rồi các em quan sát hình ảnh chiếc tháp Eiffel, tháp rùa Hồ Gươm hay là tháp chùa Phổ Minh ở Nam Định. Đây là những công trình có tính đối xứng. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Câu E, một hình thoi có cạnh 4 cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu? Ở đây các em biết là hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau. Hình thoi có cạnh là A, độ dài một cạnh của hình thoi là A, thì chu vi của hình thoi sẽ bằng 4 lần độ dài một cạnh, tức là bằng 4 nhân A, hay là A nhân 4. Rồi từ đó chúng ta có thể tính được chu vi của hình thoi có cạnh 4 cm là 4 nhân A, tức là 4 nhân 4 bằng 16 cm. Rồi như vậy là chúng ta sẽ trả lời câu A là như sau. Chu vi của hình thoi có cạnh 4 cm là 4 nhân A, tức là 4 nhân 4 bằng 16 cm. Tiếp theo các em sang câu B. Một hình vuông có chu vi là 40 cm thì cạnh của nó bằng bao nhiêu? Hình vuông có độ dài một cạnh là A, thì chu vi của hình vuông bằng 4 nhân A, hoặc là A nhân 4. Tức là cách tính chu vi của hình vuông nó giống cách tính chu vi của hình thoi, là chúng ta đều lấy độ dài một cạnh nhân 4. Từ công thức này, các em suy ra là muốn tính độ dài một cạnh thì các em lấy chu vi chia cho 4. Ở đây chu vi bằng 40 cm thì cạnh của nó sẽ là 40 chia 4 bằng 10 cm. Vậy cạnh của hình vuông có chu vi 40 cm là, các em lấy 40 chia 4 bằng 10 cm. Rồi tiếp theo là các em sang câu C. Một hình chữ nhật có chu vi là 30 cm và chiều rộng là 7 cm thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? Ở đây một hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B, thì chu vi sẽ bằng A cộng B nhân 2. Từ đó các em đã suy ra nửa chu vi, tức là chu vi chia 2 thì sẽ bằng A cộng B, đúng không? Chu vi bằng A cộng B chia 2. Vậy nửa chu vi thì chính là chiều dài cộng với chiều rộng. Ở đây chu vi bằng 30 cm, tức là A cộng B sẽ bằng chu vi chia 2, có nghĩa là bằng 30 chia 2 bằng 15 cm. Và các em biết chiều rộng là 7 cm rồi. Chiều rộng tức là B bằng 7. B bằng 7 rồi. Vậy ta có A cộng B, tức là A cộng 7 bằng 15. Suy ra A bằng 15 trừ 7 và bằng 8 cm. Rồi như vậy là tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là
Hoặc là các em cũng có thể nói là nửa chu vi của hình chữ nhật là, đúng không? Nói nửa chu vi là chúng ta hiểu ngầm là chính là chiều dài cộng chiều rộng. Hoặc là các em nói trực tiếp luôn, tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là, các em lấy chu vi chia 2, 30 chia 2 bằng 15 cm. Vậy chiều dài của hình chữ nhật đó là, rồi như phân tích ở trên thì các em lấy 15 trừ đi 7 bằng 8 cm. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu D. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì mỗi cạnh của nó bằng bao nhiêu? Chiều dài là A này, chiều rộng là B này, thì chu vi bằng A cộng B nhân 2, đúng không? Hình chữ nhật thì chu vi bằng A cộng B nhân 2. Suy ra A cộng B bằng chu vi chia 2. Tức là chiều dài cộng chiều rộng bằng 36 chia 2 bằng 18 cm. Ở đây người ta cho chu vi bằng 36 cm. Vậy A cộng B bằng 36 chia 2 bằng 18 cm. Chiều dài gấp đôi chiều rộng, tức là A bằng 2B. A bằng 2B. Bài toán yêu cầu các em tính độ dài mỗi cạnh, tức là các em tìm hai số AB khi biết tổng của nó bằng 18. A cộng B bằng 18 thì đây là tổng này. A gấp 2 lần B thì đây là tỷ này. Như vậy là các em sẽ áp dụng cách giải bài toán tổng tỷ. Các em học ở chương trình môn toán lớp 4, toán lớp 5 rồi, đúng không? Em nào mà vẫn chưa hiểu về dạng toán tổng tỷ thì các em có thể gõ là tổng tỷ, toán tổng tỷ lớp 5, học toán online, thì các em sẽ tìm được video của thầy giáo. Toán tổng tỷ lớp 5, học toán online, thì các em có thể vào đó các em xem lại kiến thức về dạng toán tổng tỷ nha. Rồi trước hết là các em tính tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật bằng cách lấy chu vi chia 2. 36 chia 2 bằng 18 cm, có nghĩa là tổng hai số bằng 18. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, tức là A nó bằng 2B. Ở đây các em có thể hiểu là nếu chúng ta biểu diễn chiều rộng là 1 phần thì chiều dài nó sẽ được biểu diễn là 2 phần như thế. Chiều rộng là 1 phần, chiều dài sẽ là 2 phần. Được chưa? Vậy tổng số phần bằng nhau là 2 cộng 1 bằng 3 phần. Từ đó các em sẽ tính được chiều dài của hình chữ nhật là tổng hai số bằng 18. Được chưa? Tổng hai số bằng 18. Tổng số phần là 1 cộng 2. Các em lấy tổng hai số chia cho tổng số phần thì các em sẽ tính được giá trị của một phần. Chiều dài chiếm 2 phần, vậy các em lấy giá trị của một phần. Đây chính là giá trị một phần này. Các em nhân với 2. 1 cộng 2 bằng 3. 18 chia 3 bằng 6. 6 nhân 2 bằng 12 cm. Chiều dài là 12. Do chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, vậy chiều rộng sẽ bằng chiều dài chia 2. 12 chia 2 bằng 6 cm. Được chưa? Rồi nếu em nào mà vẫn chưa hiểu dạng toán tổng tỷ thì các em có thể tìm bài toán tổng tỷ của kênh học toán online, các em xem lại nha. Các em chỉ cần đánh từ khóa là toán lớp 5 tổng tỷ học toán online thì các em sẽ tìm được video của thầy giáo. Rồi như vậy là bài nó hơi dài cho nên thầy giáo sẽ chia làm nhiều video để các em tiện theo dõi. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.